xăm lâu năm, đậm màu, kích cỡ lớn. Đã từng thực hiện xóa xăm bằng nhiều phương pháp nhưng vẫn không cải thiện. Xóa xăm bằng phương pháp như đốt điện tiềm ẩn rủi ro bỏng rát da, gây sẹo xấu, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Với sự ra đời của công nghệ laser anti-giáp, xóa xăm mới nhất hiện nay được tổ chức FDA Hoa Kỳ kiểm chứng về độ an toàn và hiệu quả so với các công nghệ xóa xăm cũ. Cơ chế hoạt động của laser anti-giáp với bức sóng kép 1064 nanomet và 532 nanomet tạo ra hiệu ứng quang cơ cực mạnh, giúp phân hủy các hắc sắc tố mực thành mảnh li ti, xóa sạch mực xăm trên bề mặt da và sâu bên trong lớp biểu bì. Đặc biệt, laser anti-giáp không gây tổn thương cho da, không nóng rát, không để lại sẹo xấu, an toàn và hiệu quả ngay cả trên những màu mực xăm khó xóa nhất. Tại Viện Thẩm mỹ Diva, với đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, thực hiện chuẩn xác, tỉ mỉ, giúp liệu trình xóa xăm được rút ngắn và hiệu quả cao. Xóa sạch hình xăm, không để lại sẹo, ưu đãi làm đẹp tới 65%, nhanh tay nhận ngay cơ hội duy nhất 99 suất đầu tiên. Liên hệ ngay hotline 1900 6689 để đăng ký ngay thôi nào.